Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với thông tin về vụ gây rối tại Đồng Tâm, làm 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, một đối tượng chống đối chết và một người bị thương. Vậy 3 cán bộ công an hy sinh như thế nào? Chúng ta hãy cùng chú ý lắng nghe. Sáng ngày 9 tháng 1, cơ quan chức năng xây tường bao tại khu vực Đồng Xanh. Đề phòng việc chống phá, Công an Hà Nội phối hợp với các lực lượng của Bộ Công an đã triển khai các chốt nhằm đảm bảo an toàn cho trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và nhà cán bộ địa phương. Hôm đó, cảnh sát cũng lên danh sách 20 đối tượng trọng điểm để ngăn ngừa. Mục tiêu là bảo đảm an ninh xây dựng tường rào, nhưng các đối tượng đã chuẩn bị vũ khí đốt Ủy ban Nhân dân, nhà văn hóa, đốt cây xăng Đồng Tâm để tạo tiếng vang, qua đó cản trở, ngăn cản việc xây dựng tường rào nên phải bố trí lực lượng bảo vệ từ xa. Hoàn toàn không có việc vào để bắt giữ, không hề có lệnh bắt giữ nào lúc đó, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin. Hôm đó, tại chốt số 16 đóng ở cổng làng thôn Hoành, nhóm chống đối đã ném 2 quả lựu đạn tấn công cảnh sát. Một trong 2 quả này phát nổ nhưng không gây thương tích, Trung tướng Lương Tam Quang nói. Khi đó đã xảy ra phạm pháp quả tang, lực lượng chức năng được tiến hành các biện pháp cần thiết. Khi truy đuổi, cảnh sát vẫn kêu gọi nhóm này hạ vũ khí, đầu hàng. Nhưng những người này chống trả manh động rồi rút vào nhà ông Lê Đình Kình, Lê Đình Công. Tại đây, khoảng 20 người tiếp tục tấn công lực lượng chức năng đang có mặt ở phía bên ngoài. Tổ công tác gồm 3 cán bộ là Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô. Thượng úy Dương Hoàng Đức Quân, cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô. Đại úy Phạm Công Huy, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 3 thành phố Hà Nội. Khi đuổi bắt nhóm chống đối trên trần tầng 1, đã bị ngã xuống hố kỹ thuật sâu gần 4 mét. Lập tức, các đối tượng đã sử dụng bom xăng, đổ xăng ra can, tưới xuống và đốt. Cái này qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đã khai nhận. Trung tướng Lương Tam Quang thông tin và khẳng định đây không phải hố trông rải mảnh sành như tin đồn. Cảnh sát sau đó đã nổ súng cảnh cáo và tấn công những người ngoan cố, mang theo vũ khí có tính sát thương cao. Trong 30 phút, tổ công tác đã đồng loạt bắt giữ 30 người liên quan, thu giữ tại hiện trường 8 quả lựu đạn. Và trên tay Lê Đình Kình, sau khi ném một quả lựu đạn ra không nổ, thì vẫn còn một quả lựu đạn, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết. Hiện, cơ quan chức năng đang đấu tranh để tìm ra đầu mối cung cấp vũ khí, vật liệu nổ cho nhóm chống đối này. Ngày 13 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố 20 bị can về tội giết người và 2 người khác về tội cố ý gây thương tích. Qua vận động, một số người tự ra đầu thú, khai báo hành vi vi phạm của tổ đồng thuận theo sự chỉ đạo trực tiếp của Lê Đình Kình. Tài liệu thu thập cũng cho thấy một số tổ chức lưu vong, phần tử chống đối đã hướng dẫn nhóm ông Kình cách làm bom xăng, tạo quả nổ, hướng dẫn mua sắm vật tư làm vũ khí. Nhiều đối tượng tự gắn mác đại diện nhân dân Đồng Tâm, hỗ trợ nhóm đồng thuận gây thanh thế, quyên góp tiền bạc. Gần 50% tiền quyên góp được chia cho bố con, anh em ông Kình. Bộ Công an đánh giá, nhóm chống đối đã chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch tấn công. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố và nhiều người dân địa phương đã hiểu rõ vấn đề. Chỉ còn khoảng 50 người, trong đó khoảng 20 người nòng cốt còn ủng hộ nhóm Lê Đình Kình. Cơ quan Công an đang điều tra, xử lý những người hỗ trợ tham gia chống đối. Chiều ngày 14 tháng 1, Bộ Công an tổ chức lễ phát động học tập gương dũng cảm hy sinh của Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, những cán bộ chiến sĩ hy sinh trong vụ việc tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, trong toàn lực lượng Công an Nhân dân. Theo Thông tấn xã Việt Nam, tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay, sự dũng cảm không quản hy sinh, quyết tâm bảo vệ kỷ cương phép nước và sự bình yên hạnh phúc của nhân dân của các liệt sĩ là tấm gương sáng chói, ý chí cách mạng, tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ,
tô thắm thêm truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, thôi thúc cổ vũ các chiến sĩ công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống, ý chí chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.